Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cặp nhà. Thì ở đây thuộc của đường Hoàng Quốc Việt, hẻm 170, đường Hoàng Quốc Việt, thuộc khu phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, gần khu tái định cư An Bình. Thì nhà này một trệt một lầu, 3 phòng ngủ. Có phòng ngủ ở tầng trệt. Nhà diện tích thì bề ngang 4 x 19 76 m vuông. Sử dụng một trệt một lầu là 152 m vuông. Pháp lý là sổ hồng hoàn công. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì đến coi thực tế căn nhà. Khi dưới thì gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. Thì để quay phía ngoài cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo phía ngoài. Đây là phía ngoài của cặp nhà này. Thì giá bán riêng biệt của mỗi một căn là dao động là 4 tỷ 390 triệu sở hữu ngay một căn nha. Thiết kế cái kiểu Tây Âu. Nhà này thì đang quay về hướng Tây Nam. Thì thiết kế gồm có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, một bồn tắm trên lầu. Có phòng tắm trên lầu ha. Thì đây là phía trước của căn nhà. Lộ giới trước nhà là lộ giới 5m. Xe ô tô về tới vị trí nhà có thể đậu trong nhà được luôn nha. Quay về hướng này thì hướng Tây Nam. Đường này sẽ có thể đi thông ra khu tái định cư An Bình, trường tiểu học mới luôn ha, khu tái định cư. Thì mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong nhà. Thì cửa trước nhà là cửa hoa chăn kiến cường lực 4 cánh ha. Nhà thì thiết kế phòng khách rất là rộng rãi, có thể có ô tô đậu trong nhà cũng được luôn. Thì mép bên đây thì trong phòng khách có tặng một bộ ghế sofa và một cái bàn trang trí. Thì đây là bộ ghế sofa. Thì nhà này sẽ tặng đầy đủ nội thất hết trơn. Thì quý cô chú anh chị em mình mua chủ yếu là sách vali vô là ở được liền ha. Chủ đã bố trí đầy đủ các công năng trong nhà. Nhà này thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn ở mép trong, cửa bốn cánh gắn kiến cường lực mép ngoài. Còn bên đây thì trang trí hoa văn đồ này ha. Đấy, bên mép bên đây. Thì đây là có cái tủ để tivi gắn để đây ha. Đây là cái phòng ngủ ở tầng trệt, hết phòng khách thì tới phòng ngủ. Thì phòng ngủ thì có tặng cho quý cô chú anh chị em mình là sở hữu là một cái bộ giường hộp, tủ quần áo và chăn ga gối nệm đầy đủ luôn. Nhà này thì chưa có gắn máy lạnh. Thì quý cô chú anh chị em mình về gắn máy lạnh sau ha. Thì có đi đường ống, đường điện, đồ đầy đủ hết trơn. Nhưng mà chưa có gắn máy lạnh nha. Đây thì có tủ trang điểm hay là làm việc gì ngay chỗ này ha. Cửa phòng thì cửa bằng gỗ gắn kiến đục. Phía trong này thì dán gạch lên 1m2. Thì đây là nhà tắm thì thiết kế nằm dưới dạ cầu thang, cửa nhôm sifa kiến đục luôn. Thì ở trong phần bếp thì có tặng một cái bàn ăn là 6 ghế. Và có tặng một cây tủ lạnh luôn nè. Không gian bếp thì kệ bếp âm tường bằng gỗ ha. Không gian bếp rất là sang trọng luôn. Ở phía sau thì cũng có lối thoát hiểm ở sau. Ở sau có công viên. Trên trần thì có gắn đèn và quạt trên trần. Để bật lên cho cái kính chèm xem luôn. Đó.
Có cây quạt nữa không? Cây quạt chiếc lá và gắn đàn trên quạt. Thì ở phía sau này mình có sân vườn ở phía sau luôn à, sân vườn ở phía sau nữa không, trồng hoa kiểng rồi ở phía sau, có lối thoát hiểm ở sau phía sau luôn nha. Đường phía sau này khoảng 4 mét. Rồi để từ vị trí này sẽ đi lên lầu cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ở trên lầu, một không gian rất là sang trọng, một căn nhà diện tích 4 nhân 19 76 m2 trên giấy, thực tế trên diện tích xây dựng là một trệt một lầu là 152 m, pháp lý là sổ hồng thổ cư hoàn công hướng tây nam, 3 phòng ngủ 2 nhà toilet, có một nhà bồn tắm, có một phòng bồn tắm nha, có trang bị cái bồn tắm luôn. Thì lên trên không gian phía trên lầu thì chỗ cầu thang có treo mấy bức tranh đồ này, kiểu hình cái quạt đồ này. Thì cửa phòng là cửa gỗ, trên đây thì cửa phòng cửa gỗ, trong phòng thì tặng đầy đủ nội thất luôn. Thì chăn ga gối nệm, giường hộp, tủ đựng quần áo và trang trí cũng rất là bắt mắt, rất là đẹp ha. Trong căn phòng có cửa sổ phía sau, mình muốn mở cửa sổ lấy gió vô thì cũng vẫn được, đóng lại thì có ra màn che cửa sổ lại ha. Bên phía đây thì có một bức tranh, bức tranh bên đây ha. Thì nói chung là các phòng chưa có phòng nào gắn máy lạnh hết, vừa quý của chú anh chị em mình gắn máy lạnh sao ha. Đây là cái tủ trang điểm ha, làm việc gì tùy theo mình bố trí ha, thì sao người sử dụng. Và bên đây có cái ghế ghế ngồi dựa nè, và cái ghế khúc đôn chỗ ghế. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Đây là cái chỗ phòng bồn tắm ở trên lầu, rất là sang trọng, xài đồ là cao cấp hết trong bồn tắm. Đây không gian cái bồn tắm ha, có cái cửa sổ ngay đây, có màn kéo lên kéo xuống luôn, có bức tranh. Bồn tắm thì rất là rộng rãi thoải mái, nhà vệ sinh đầy đủ. Thì phía trước này cũng có một cái phòng ngủ ở phía trước, cũng đầy đủ tiện ích luôn. Một cái ghế nệm, một cái ghế dựa ha. Còn đây là một cái giường hộp và đầy đủ chăn ga gối nệm. Thì quý cô chú anh chị em nào tham khảo nhìn sơ lược nha, thấy vừa ý đến coi thực tế căn nhà rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Có thể đậu ô tô trong nhà luôn, cách đường Hoàng Quốc Việt khoảng chừng 30-40 m là tới đường Hoàng Quốc Việt. Hết phòng khách thì ủa hết không gian phòng ngủ, hai phòng ngủ ở trong thì ở phòng phòng chỗ này thiết kế thì cũng như là nói sơ lược là mình có thờ cúng thì mình là thiết kế thờ cúng ngay chỗ này ha. Đây là không gian có thể thờ cúng ha, là nếu gia đình đông muốn tạo một cái chỗ ngủ ngay chỗ này hay gì đó thì làm chỗ ngủ cũng được. Thì ở đây hiện thời gia chủ đã trang bị một cái bộ ghế salon cao cấp để ngay chỗ này, và ở phía trước này cũng có trang ở sân của ngoài sân trước, ban công phía trước thì cũng có trang bị một cái hai cái ghế, một cái bàn kiến ở đây ha, có trang bị cây xanh đồ chân trên đây, rất nhìn rất cảnh quan rất là mát mẻ và bắt mắt. Quay về hướng tây nam thì nhìn ra đường Hoàng Quốc Việt, thì sát một bên thì cái này là cột điện thì bên lộ ha, cột điện là bên lộ. Đây nhìn ra đó là chỗ ngoài xanh xanh ngoài đó thì là đường Hoàng Quốc Việt 30 m. Thì đây nhìn thấy qua nó dướng cái nhà này, nhìn thấy ra bệnh viện Nhi Đồng sát bên luôn, đại học FPT cũng sát bên đây.
Còn ra sau lưng phía sau này thì là một cái ngôi trường của phường An Bình, cấp 1, cấp 2. Đây là khu không gian của phường An Bình, chỗ này ha. Rồi mời quý cô chú anh chị mình xem tham khảo xong. Thì nhà này chủ bán với giá là 4.390 triệu, sở hữu ngay một căn nhà, một trệt, một lầu, đầy đủ nội thất. Trong căn nhà chỉ có thiếu là máy lạnh thôi. Thiếu là máy lạnh là nữa là đủ đủ ha, xách vali vô là ở được, được liền. Nhà rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị em ơi. Thì ai có nhu cầu sắm nhà này ở liền thì rất là ok. Cái Tết thì giờ sát bên cận Tết luôn à. Bữa nay cũng hai mấy Tết rồi. Đây là chỗ không gian, chỗ cầu thang lên nãy chưa có quay nữa nè. Thì để quay, cuối video thì có quay cái con đường từ đường Nguyễn Văn Cừ, dòng xe Nguyễn Văn Cừ chạy thẳng lại đây sẽ vô được tới vị trí nhà. Thì quý vị xin chú anh chị đón xem ha. Thì giá chỉ có 4.390 triệu, sở hữu ngay một căn nhà, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ tầng trệt, có 2 căn liền kề luôn. Mỗi một căn thì giá 4.390 triệu, sở hữu ngay. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Chút xíu sẽ quay cái con đường từ vị ngoài đường Nguyễn Văn Cừ chạy vô đây, gần bên gần đại học FPT rồi chạy qua đây ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video thì đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và nhấn một like, xin cảm ơn rất nhiều.